Hôm nay anh vất vả rồi, tôi cảm ơn. Chả vất vả gì cả. Anh còn đang ước là ngày hôm nay sẽ kéo dài mãi mãi luôn. Ngày hôm nay anh vui lắm. Cảm giác chẳng phải diễn chút nào cả. Mọi thứ rất tự nhiên. Gia đình của em thì ai cũng thân thiện gần gũi, cho nên cho anh cảm giác giống như là mình đang ở nhà vậy. Mà thực ra gia đình của anh cũng chưa bao giờ đông đúc như vậy cả. Bố của anh mất sớm, thế là một tay mẹ nuôi dưỡng anh không lớn. Từ bé tới giờ, ngoại trừ mẹ ra, anh chả biết mặt mũi người thân nào khác cả. Bọn trẻ con mà bị bắt nạt thì thường chạy về mách ông, mách bố. Còn anh lúc nhỏ bị bắt nạt thì chả có ai để mách cả. Thậm chí là có những lúc anh còn bị đánh nữa, no đòn luôn. Nhưng mà không dám về kể cho mẹ biết, tại vì sợ mẹ lo. Nhưng mà cũng nhờ những trận đòn đó, cho nên anh đã sớm rèn luyện được khả năng tự vệ. Không chỉ bảo vệ bản thân mình đâu, còn bảo vệ được cho mẹ nữa. Ngầu không? Thực sự thì ngay lúc này anh cảm thấy ngưỡng mộ em lắm. À, có thêm chút ganh tị nữa chứ. Biết tại sao không? Bởi vì em có ông, có bố, có cả anh Đông đó, luôn chiều chuộng, quan tâm chăm sóc em từng ly từng tí. Đó cũng chính là ước mơ của anh từ bé mà chưa bao giờ có được cả. Tôi cũng thấy may mắn vì mình có ông, có bố, có anh Đông. Nhưng mà tôi lại không có mẹ. Lúc mẹ anh mang đồ ăn đến chi nhánh, nhìn cách mẹ quan tâm, chăm sóc mọi người, tôi nghĩ nếu mẹ tôi còn sống, chắc mẹ cũng dịu dàng như thế. Anh thì không có bố để được bảo vệ, còn tôi lại không có mẹ để được nũng nịu, chia sẻ. Kể ra nếu mà chúng ta thực sự thành một cặp á thì cũng hợp lắm á, kiểu bù trừ cho nhau á, hợp lý không? Ôi, ê, ê, đau, ê. Đi. Đồ chim gì nhà mình kìa? À, ông ạ. Anh không cố tình đâu nhá, tại ông cứ cầu anh ấy. Chim lợn vừa. Anh về trước đây, chúng mình cứ tiếp tục đi nhá. Cứ như là ông đang theo dõi tụi mình ấy. Xuất hiện đúng lúc ghê. Tôi suýt nữa là lộ rồi. Anh nha, anh.
Muộn rồi, đi về. Vậy là ăn đâu mà khó vậy?